viên chuyện mình hát hay không ạ? Quá hay, Ninh ngồi dưới ghế ban giám khảo và các bạn hát hay thế. Các bạn có thể dành một tràng pháo tay khích lệ cho tất cả bạn 12 thí sinh không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều và bây giờ thì lại phải nhường lại sân khấu cho các bạn mặc dù Ninh rất là muốn hát tiếp. Anh Ninh ơi, anh có thể quay trở lại sân khấu một chút được không ạ? Cảm ơn anh MC, may quá lại được trở lại sân khấu. Vâng, Ninh Mạnh Ninh là một thần tượng của tôi và tôi phải trò chuyện bằng được với anh. Tôi muốn hỏi một chút là những ai đã nhận được hướng dương cờ cụt từ ca sĩ Ninh Mạnh Ninh ạ? Được cao lên đây đúng không? Các bạn từ từ ăn nhé, tí nữa đây là ăn không lại mất công quét ở đây. Vâng, xin chào ca sĩ Ninh Mạnh Ninh. Tôi thấy mồ hôi của anh khá là nhiều, có thể là anh rất là mệt. Và cảm ơn anh rất nhiều với hai ca khúc vừa rồi. Tôi muốn hỏi anh một chút là cảm xúc khi mà anh đến với đêm chung kết Giọng Ca Vàng Edu 2013 là như thế nào đúng không? Tôi nghĩ rằng là tôi cũng giống như tất cả các bạn sinh viên ở đây thôi, là rất là vui và cũng rất là háo hức được cả nghe những cái phần trình bày của tất cả các bạn thí sinh. Và tôi nghĩ rằng các bạn ấy cũng giống như tôi, rất là bất ngờ tại sao sinh viên chúng mình hát hay thế. Cảm ơn anh Ninh Mạnh Ninh rất nhiều và các bạn có thể dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả thí sinh của trường ta đúng không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, câu hỏi mang tính cá nhân một chút là anh cảm thấy yêu thích thí sinh nào trong 12 thí sinh đã qua và anh đã rút điện thoại và nhắn tin với thí sinh nào chưa? Tôi có ấn tượng với hai bạn, mặc dù trong phần thi đầu tiên thì hai bạn toàn là những bạn mà hát sai thể loại, có nghĩa là các bạn hát trong phần thi nhạc truyền thống nhưng các bạn lại chọn nhạc nhẹ để hát, là một bạn nam hát bài Quê Nhà đúng không ạ? Và một bạn hát bài Cho Một Ngày. Tôi rất là thích. Vâng, đó là những cảm xúc cá nhân của anh Mạnh Ninh. Một câu hỏi nữa dành cho anh Ninh là khi mà anh bước lên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp thì anh có thể chia sẻ một số những kinh nghiệm dành cho những bạn thí sinh đang có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay, dành cho các bạn có thể đi theo con đường ca nhạc chuyên nghiệp và rất mong được nổi tiếng như anh chẳng hạn. Thực ra thì khi mà mình theo học âm nhạc chuyên nghiệp thì cái bí quyết thì có rất là nhiều bí quyết và không phải là lúc nào cũng nhớ được hết, thậm chí là mình lắm lúc mình cũng còn quên cơ. Nhưng mà mình nghĩ rằng một cái kinh nghiệm mà lớn nhất khi mà tất cả các bạn muốn thể hiện mình trước mặt các bạn bè, thầy cô và các bạn khác giới thì đó là tự tin và thể hiện vào chính mình. Đấy là cái bí quyết mà là luôn làm cho các bạn đẹp nhất, thành công nhất khi các bạn đứng trên sân khấu. Vâng, đúng là như vậy và chúng ta có thể nhận thấy sự tự tin luôn là một phẩm chất mà ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện trên sân khấu và đó là kinh nghiệm mà anh đã truyền lại dành cho tất cả các bạn thí sinh. Và câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn dành cho anh là những dự án âm nhạc trong tương lai mà anh có thể chia sẻ cho chúng tôi. Dự án thì có nhiều lắm nhưng mà cái dự án mà mình nghĩ là mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên của Đại học Điện lực ở đây, mình sẽ có dự án là sẽ quay lại trở lại trường Điện lực trong ngày gần nhất. Xin hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho mình. Đấy ạ. Điện lực luôn ủng hộ Đinh Mạnh Ninh và xin cảm ơn ca sĩ Đinh Mạnh Ninh rất nhiều. Vâng, tạm chia tay với chàng ca sĩ khách mời vô cùng vui tính, chạm tia tay với những chén trà đá, với những hạt hướng dương. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục tiếp theo trước khi đến với phần thi nhạc nhẹ. Đó chính là phần nhảy hiện đại của các bạn đến từ các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Điện lực. Và tôi mong là các bạn hãy cùng dành vào tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón tiết mục này. No.
Oh my god. Take your time.